Đây là bộ ảo toy slay nhất mà mình từng sở hữu. Diesel đã quyết định bắt tay với công ty đồ chơi Dolores để tạo ra một series ảo toy về chiếc túi bestseller của hãng. Thiết kế được nhào nặn bởi Ponyon Well Studio, thể hiện sự nổi loạn của người phụ nữ trong khuôn khổ Little Woman. Và cái hình tượng này được lấy cảm hứng từ loạt hài kịch dark comedy Why Woman Kill. Bộ ảo toy này thì sẽ có 6 mô hình thường và 1 mô hình secret. Em đầu tiên mà mình khui được có tên là Toffee Brown. Và đúng như tên gọi thì từ trang phục phụ kiện cho đến make up look của em ấy đều xoay canh tông nâu và tông be, ngọt ngào và ấm áp như một viên kẹo toffee. Vì nhân vật được tạo dáng ngồi nên là phụ kiện của em sẽ có một cái thùng mang tên hãng và chiếc túi xách có màu xanh ombre matching với chiếc áo ở bên trong, tạo nên điểm nhấn cho tổng thể. Hình mẫu nhân vật xuyên suốt cả series là một cô tiểu thư nhà giàu trong bối cảnh những năm 60. Em thứ hai lại sở hữu một cái visual đậm chất Y2K khi mà diện quần cargo jean với áo sweater trong dáng crop top. Tự nhiên nhìn bộ tóc này mà thấy ham luôn, ước gì tóc mình cũng dài và dày được như này. Phụ kiện của em này thì chỉ có đúng một chiếc túi xách thôi, nhìn nó đã bé mà lại còn màu hồng nữa, xinh xỉu luôn. Nhìn chung thì đây là một tạo hình kẹo ngọt dễ thương, trong khi đó mô hình số 4 lại hoàn toàn trái ngược. Em Midnight Black lại hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên với vẻ đẹp tinh quái ngầu đét của phong cách rock chic. Bật mí cho các bạn là trang phục cả series này thuộc bộ sưu tập thu đông 2023 của Diesel nha. Em ý cũng giỏ khá nhiều khuyên tai nên là trông cá tính hẳn so với những em còn lại. Phụ kiện của em thì có một chiếc túi xách và một quả tim. Chi tiết quả tim này hứa hẹn sẽ rất thú vị nhưng mà mình sẽ bật mí ở đoạn phía sau nha. Đối với mình thì tạo hình của mô hình thứ tư Opal White không quá ấn tượng nhưng mà chỉ kém ấn tượng hơn những em còn lại thôi, chứ em ý vẫn rất là slay nha. Trang phục thì có phần casual khi diện quần cargo với áo crop top. Phụ kiện của em ý thì có 3 thứ lận, một là chiếc túi xách màu trắng, hai là một quả tim và ba là một cái thùng có tên thương hiệu. Cái cô tiểu thư này á, tuy giàu có nhưng mà lại bị kiểm soát chặt chẽ nên là cô quyết định thoát khỏi cuộc hôn nhân đã định sẵn của gia đình để có thể kết hôn với người đàn ông mà cô yêu. Nhưng chéo ngoe thay, hạnh phúc lại không mỉm cười với cô và anh ta đã phản bội. Em thứ năm là Denim Blue và cũng chính là bias của mình. Trời ơi, mỹ nhân là đây chứ đâu, rất đáng để bias nha. Ngay từ khi khui thì mình đã nhận ra signature của bộ này có lẽ là mái tóc bồng bềnh slay bá cháy của các em, nhưng mà ở Denim Blue lại là một đẳng cấp khác nha, trông sang và cuốn hút lắm luôn ý. Phụ kiện của em ý cũng có một quả tim nên là mình sẽ quay lại câu chuyện của cô tiểu thư nha. Sau khi phát hiện ra người đàn ông của mình phản bội thì cô đã quyết định lấy của anh. Đoạn này tự nhiên thấy hơi creepy mọi người ạ. Bộ này thì mình không quá hy vọng là sẽ ra secret đâu bởi vì em nào cũng xinh hết rồi. Và em cuối cùng mà mình khui được chính là Amber Yellow. Em để toát lên vẻ rạng rỡ với outfit sang chảnh như những cô nàng Mean Girl chính hiệu. Ngoài chiếc túi xách quen thuộc và một quả tim thì Amber Yellow mình thấy được ưu ái khi mà được cho thêm một cái đế đứng ý. Trong cái tay cầm túi xách kìa, điệu ơi là điệu mà không giống ai luôn. Cho bạn nào quan tâm thì em secret của bộ này còn được sản xuất riêng như một phiên bản giới hạn nhưng mà không mở bán nha. Em ý chỉ dành tặng cho những hội viên Diesel có mức chi tiêu nhất định tại thị trường Hồng Kông. Bạn nghĩ sao nếu như mình cho rằng